Đến thăm các thương binh tại huyện Đất Đỏ, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các thương binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.